Cậu chủ, sao lại đi Thái Lan vậy? Đã bao nhiêu năm không đi rồi? Tôi nói anh nghe, tôi thực sự không muốn đi Thái Lan đâu, còn chẳng biết tình hình thế nào. Nếu không phải tại anh thì lần này tôi cũng không đi đâu. Cậu không muốn đi mà lại ăn mặc như vậy hả? Nhưng cậu chủ, không phải trước đây anh vẫn luôn không muốn nhắc đến Thái Lan sao? Sao lần này đột nhiên lại... Câu chuyện bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó. Chưa biết chừng đi chuyện này về, tôi sẽ tìm ra câu trả lời trong lòng mình. Xuất phát thôi. Sếp Cố, cô tìm tôi sao? Cái này là cô làm sao? Phải. Làm lại hết cho tôi. Đây là phương án trước đây đã được chốt trong cuộc họp, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề thì không được làm lại à? Muốn làm khó tôi hả? Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô luôn lấy danh nghĩa bạn bè ra để kè kè bên cạnh Tư Kình Gia. Hảo tâm tốn sức nhưng chẳng được quan tâm chút nào. Bây giờ lại lôi cảm xúc cá nhân vào công việc. Cô không thấy cô nực cười lắm sao? Cô ngậm miệng lại cho tôi. Tôi khuyên cô nên thu hồi lại những suy nghĩ không đáng có. Đừng tưởng tôi không biết cô ở lì trong công ty này vì mục đích gì. Bây giờ cậu ấy giữ cô ở bên cạnh, chẳng qua vì cô là một món hàng nhái thôi. Vậy cô là cái gì? Buồn cười thật. Tôi đang làm đây. Mưa rồi sao? Lại gặp nhau rồi. Anh là cái con gấu dâu hôm đó à? Tên tôi là Lục Kiêu. Lần trước là tôi hơi đường đột. Lúc đó công ty game của tôi đang có hoạt động. Lần trước là anh đang trải nghiệm cuộc sống à? Vậy anh đến MK, tôi và họ có hợp tác về nghiệp vụ. Để tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Không cần đâu. Thằng cô. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Vô hỏi. Anh nhất định sẽ khiến em khôi phục trí nhớ. Thời tiết lúc thì mưa, lúc thì nắng. Tư Kình Gia, mấy ngày không gặp rồi. Lẽ nào anh thực sự không từ mà biệt sao? Anh làm vậy là muốn trốn tôi, hay là muốn kết thúc đoạn tình cảm này? Thái Lan. Cậu chủ, 7 năm rồi.
anh phải nhìn rõ trái tim mình đi. Người anh yêu là Ninh Vô Hổi, không phải Mở Vân Ca. Anh phải biết trân trọng hiện tại. Không cần cậu nhắc nhở tôi. Mấy hôm nay tôi đã hiểu ra rồi. Thế là được rồi. Tôi thấy bây giờ anh đang rất hạnh phúc. Anh xem, tự nhiên anh có được hai đứa bé dễ thương như vậy. Nếu tôi mà có hai đứa bé đó, tôi nhất định rất vui, rất hạnh phúc. Cậu có ý gì? Không có gì, tôi mừng cho anh thôi. Nói thật thì tôi nhớ cô ấy ra phết. Cô Mộ sao? Vị trí của thủ lĩnh Sara điều tra đến đâu rồi? Tôi sẽ đi điều tra tiếp. Tinh Tinh, Bảo Bối, hai đứa đang làm gì vậy? Chú nhỏ hai đứa quá đi mất. Anh Hai, chú Tư này, chúng cháu cũng nhớ chú. Chú mau về đi. Chú mau về đi, mẹ nhớ chú lắm. Chúng cháu cũng rất nhớ chú. Chú còn không mau quay về, mẹ sẽ bị người khác cướp đi mất đấy. Cô có khỏe không? Chào anh. Tôi rất khỏe, cảm ơn. Anh thì sao? Cô có đang độc thân không? Đây là vợ tôi. Được rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Quá là điên rồ. Chào người đẹp. Chào anh đẹp trai. Cậu chủ, xin chào. Cậu chủ, tin tức phía Sara đâu? Sara có quá nhiều tay sai trong nước, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra tung tích. Bảo Bối, mẹ gầy cả đi rồi, sao chú vẫn chưa về? Rốt cuộc chú đang ở đâu vậy? Nhìn cái gì? Mau đặt cho tôi vé về nước sớm nhất. Nhưng cậu chủ à, ngày mai chúng ta đối tác phía Thái Lan, lần sau hẹn lại đi. Không, nhưng mà cậu chủ, đi từ Thái Lan xa xôi trở về chỉ để bị cho leo cây thôi à? Không phải, cậu ăn nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm bảo mẫu để anh đi hẹn hò rồi. Mà cô Mổ lại, đúng không? Chú, mẹ không cho bọn cháu mở cửa cho chú. Chú, mẹ nói chú không từ mà biệt. Nên giận rồi. Mẹ muốn tuyệt giao với chú. Chuyện đó là chú. Cậu chủ, tổ chức Sara xuất hiện ở thành phố Giang rồi. Bắt đầu từ ngày mai phối hợp với cảnh sát điều tra bọn chúng, bắt buộc phải tìm ra bọn chúng. Được. Anh, sao anh vào được vậy? Anh lẻn vào. Tinh Tinh, Bảo Bối, hai đứa nó ngủ rồi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Giữ khoảng cách. Anh chỉ nói hai câu thôi. Tôi không muốn nghe. Được rồi.
Cái gì kia? Cái này là của một anh đẹp trai tặng tôi đấy. Có phải anh X đó không? Phải. Chính là anh X đó. Sao em có thể tùy tiện nhận đồ của người khác như vậy? Người đó đẹp trai hơn anh, cao hơn anh. Anh ta cao bao nhiêu? Cao thế này này. Em chỉ thích những thứ phù phiếm ngoài mặt này thôi hả? Ít nhất người đó cao hơn anh. Cao hơn đấy. Anh... đi ra cho tôi. Dặn thật rồi sao? Ai bảo anh không từ mà biệt chứ? Tôi vẫn còn giận đấy. Anh hai, rốt cuộc phải làm sao mới khiến mẹ không giận chú Tư nữa đây? Anh không biết. Trong phim thì cứ trực tiếp hôn nhau là được rồi. Chú đúng là kém. Mở bảo bối, bình thường em toàn dùng iPad lén xem mấy bộ phim gì vậy? Ai đấy? Còn không chịu ra tôi báo cảnh sát đấy. Đừng. Là bà đây. Bà xinh đẹp. Bà có thể vào không? Được ạ, bà vào đi. Vậy bà ngồi đâu đây? Vậy bà ngồi lên con heo đó đi. Đúng đấy. Bà ngồi đi ạ. Bà ơi, cái này tặng bà. Cảm ơn. Cục cưng, cảm ơn cháu nhiều lắm. Thực ra hôm nay bà đến để tìm hai đứa đấy. Bà xinh đẹp ơi, cho dù bà có cho cháu 5 triệu tệ thì cháu cũng sẽ không để mẹ rời xa chú Tư đâu. 10 triệu thì có thể suy nghĩ. Em gái, một người bố đáng tiền hơn 10 triệu nhiều. Lần này bà đến chính là muốn hỏi, hai đứa thực sự muốn con trai bà làm bộ hai đứa sao? Bà đến không phải để chia cắt mẹ cháu và chú Tư sao? Bà đâu có cổ hủ thế. Thực ra bà quan sát mẹ hai đứa và hai đứa một thời gian rồi. Bà theo dõi chúng cháu sao? Không thể nói như vậy được. Thực ra bà thấy mẹ của hai đứa có vẻ không thích con trai bà lắm. Thế nên bà đang nghĩ, nếu hai đứa bằng lòng thì hay là chúng ta cùng nhau hỗ trợ. Hỗ trợ. Được nào. 1, 2, 3. Mở Vân Ca đi làm chưa? Cậu chủ, hôm nay là chủ nhật đấy. Người ta không có nghĩa vụ phải đi làm. Chuyện lần trước cô Mồ đã tha thứ cho anh chưa? Tôi không biết. Vậy tôi đổi câu hỏi, cậu chủ, anh thích cô Mồ hay là chỉ vì cô Mồ hơi giống với người đó? Tôi đoán đây cũng là lý do cô Mồ, vì cô ấy là Mộ Vân Ca. Vậy anh phải nói với cô ấy chứ. Dạ dạ, thằng nhóc này cuối cùng con cũng về rồi. Cậu ngồi đi. Cậu xem. Mẹ. Trước khi mẹ vào văn phòng của con có thể gõ cửa trước không? Vào phòng của con trai mẹ gõ cửa làm gì? Con tự xem đi, giọng không? Giọng đúng không? Đây không phải con sao? Bà chủ, để tôi xem. Đúng là giống hệt nhau. Nhưng giám định huyết thống. Giám định gì cơ? Trần Quá nói đúng. Con đúng là sinh ra là để làm cha dưỡng của Tinh Tinh. Mẹ. Mẹ nói vậy không hay cho lắm. Con cũng không biết có nên vui hay không nữa. Dù sao mẹ rất vui. Trần Qua đã nói với mẹ, Mở Vân Ca chính là người mà 7 năm trước con yêu. Con xem Tinh Tinh bảo bối giống con lắm mà. Mẹ thấy hai đứa nó chính là cháu trai, cháu gái của mẹ. Bây giờ mẹ ủng hộ con đi theo đuổi Mở Vân Ca. Không phải đến giờ con vẫn chưa hành động đấy chứ?
Bao lâu rồi mà con không hành động đi? Con phải hành động chứ. Nếu con không hành động thì căn nhà tụ họp viện ở Bắc Kinh, những tòa nhà ở Thượng Hải của mẹ sao mang đi tặng được đây? Chết mất thôi. Đến 80 tuổi mà mẹ còn không tặng được cho ai? Không tặng được nữa rồi. Bà chủ, bà nghĩ nhiều rồi. Nó hành động rồi sao? Không, cái đó thì chưa. Tôi chỉ thấy nhất định trước 70 tuổi bà có thể thành công. Thôi đi. Dạ dạ, mẹ nói con nghe. Tối nay dành một khoảng thời gian cho người thân. Mẹ phải nói chuyện nghiêm túc về tương lai của con. Không nói được lâu đâu, tới con còn phải trông trẻ. Cậu ta trông. Tôi. Cậu ấy không biết trông trẻ đâu. Cậu ta trông. Con muốn đích thân trông.